Những ngày cao điểm mùa khô, vùng bảy núi tỉnh An Giang như một chảo lửa. Nhưng giữa cánh đồng khô cằn thuộc ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm, huyện Chi Tôn lại có một giếng nước ngọt được cho là của hiếm. Giếng nước này suốt hơn 10 năm qua đã giúp giải cơn khát nước ngọt cho hơn 600 hộ dân nơi đây suốt nhiều tháng mùa khô. Những con kênh dẫn nước tưới hoa màu đã trơ đáy, nhưng giếng nước giữa ruộng tại xã Ô Lâm vẫn chưa bao giờ cạn. Giếng này sâu khoảng 1,5 mét, miệng giếng rộng chưa đến 3 mét với hai bậc thang đất vừa đủ cho một người xuống múc nước. Để lấy đầy một can nước 30 lít, mỗi người phải mất khoảng 15 đến 20 phút. Từng người đến lấy nước theo thứ tự, người đến trước thì lấy trước. Theo người dân địa phương, giếng nước này đã xuất hiện hơn 10 năm trước và được đặt tên là Tà Choi. Cái giếng này hồi lúc trước, thời gian trước đó cũng có một ông tên là Choi. Ha. Ông là cũng đi ra tìm kiếm những cái nguồn nước ngọt để cho bà con tiêu thụ uống sinh hoạt trong gia đình hàng ngày. Mà trong khi đó đó ông cũng đi một hai đêm, bắt đầu ông ra từ ban đêm, cái chỗ nào có cái mạch nước á là ông biết. Cái cách 3 ngày sau ông biết có cái mạch nước là ông đào. Đào đầu tiên là đào chừng có một thước à, là có cái nguồn nước liền. Có nguồn nước từ đó là xài tiếp tục liên tục luôn. Cho tới khi nào mà mưa xuống dầm dề hen là mới lắp được cái giếng này. Rồi tới thời gian sau là bắt được tiếp tục hàng năm đó, năm nào ta cũng đều ra đào hết trơn, năm nào cũng có hết trơn. Mà nguyên cái ấp của Phước Lộc ha là đều ra đây lấy hết trơn là 600 mấy chục hộ. Là mỗi một hộ có thể xài một ngày là 2 can. Mặc dù nhà nước đã đầu tư kéo nước về các phum sóc vào năm 2002, nhưng ở một số nơi xa trung tâm, việc lấy nước về sinh hoạt rất gian nan. Nhiều người phải đi hàng cây số ra các giếng nhỏ nằm trơ trọi giữa cánh đồng khô để lấy nước về phục vụ sinh hoạt. Vào mùa này, nhiều người muốn kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống, cũng tranh thủ canh ở cái giếng nhỏ này để lấy nước bán lại cho những gia đình trong phum sóc cũng kiếm được từ 70 đến 80 ngàn đồng một ngày. Cái giếng này, cái giếng là công cộng, là không dành chuyện với nhau. Những người nào lấy lại trước á thì ta lấy trước, còn người nào cái đó nó tái ra thì tiếp tục xây dòng vậy đó, cho tới khi nào chừng nào tối á còn đi lấy thêm nữa, tối có khi lấy tới 10 giờ đêm cứ liên tục vậy đó. Nhờ nguồn nước giếng nên bà con tại đây luôn có đủ nước để dùng qua mùa khô, nên mọi người đều có ý thức giữ gìn không để người khác đến phá hoại. Hàng ngày những người đến lấy nước đều vệ sinh giếng cẩn thận, lượm rác xung quanh giếng đem bỏ. Khi đất cát xung quanh rơi xuống giếng đều được đào lên và lược bỏ để nguồn nước không bị đục.